Đây là bộ phim đắm tàu tình cảm nhất màn ảnh, mượn thảm họa thiên nhiên để miêu tả tình yêu đôi lứa hoặc ngược lại. Một bộ phim rất là hay ở bài hát chủ đề. Đùa đấy, nội dung cũng hay. Đây là tàu Titanic, đang chuẩn bị xuất hành từ Anh sang Mỹ. Đây là Hồng, chồng sắp cưới của Hồng và mẹ Hồng. Nhìn trang phục thì thấy nhà Hồng tài phiệt. Đây là Jack và anh ta Jack thật. Jack có ước mơ trở thành ca sĩ hát beat mượn nước ngoài. À tôi chết, nhầm vũ trụ. Jack là một gã tóc vàng tầm thường, đang oánh tú lơ khơ cược vé lên tàu Titanic. Jack thắng, anh và thằng bạn có 2 vé lên tàu, nhưng 5 phút nữa là tàu nhổ neo, nên hai thanh niên vắt giò lên cổ chạy cho kịp giờ. Ở dưới đoàn người vẫy tay kiểu tự hào các thứ, chắc họ nghĩ là tàu không chìm. Jack đến khoang ở của mình, một nơi nhìn giống ký túc xá sinh viên bách khoa, trái ngược hẳn với phòng của Hồng và chồng sắp cưới. Nhìn như khách sạn 3 sao 200k trên 2 giờ đầu, Hồng có đang mải chọn tranh cho phòng mình. Đây là quý bà mới phất, nhưng tạm quên bà ta đi. Vì tàu Titanic theo lệnh của thuyền trưởng đang tăng tốc, với một phòng động cơ nom rất hùng vĩ và một phòng nhiên liệu không có mùa đông. Tất cả là để đẩy con quái vật sắt này lao về phía trước. Nhưng có một người không muốn nhìn về phía trước, đó là Hồng. Hồng chán cuộc sống xa hoa đầy sắp đặt, nghĩ muốn nổi loạn, bỏ đi giữa chừng khi đang dùng bữa ra ngoài ngắm biển. Và cô vô tình va vào ánh mắt của Jack, người đang vẽ hiêu vẽ vượn nhưng nó khá đẹp. Jack nhìn Hồng một cách đầy quấy rối tình dục. Hồng cũng nhìn Jack hai cái nhưng không mấy ấn tượng. Tối đến, Hồng đập tan xiềng xích, nhưng vì giữa biển nên chỉ còn option là tự vẫn. Cô nhìn xuống dòng biển đen ngòm, toan tắm lần cuối trong đời. Đừng nhảy em ơi. Và thế là Hồng đổi ý. Thật ra là cô sợ đau, định trèo vào mà vấp té. Rose tí thì hoàn thành task tự tử đêm nay. May mà Jack kéo kịp vào. Trong lúc sợ hãi, Hồng hét hơi to, khiến bộ phận an ninh để ý. Jack kéo thành công tiểu thơ và lại tàu, nhưng trong tư thế truyền thống. Các chú thấy thế, các chú còng tay Jack. Hồng giải thích các thứ. Các chú thấy thế, các chú không còng tay Jack. Hồng muốn hôn phu cảm ơn Jack vì cứu mình thoát chết. Hôn phu chìa tí tiền ra. Hồng bảo đờ mờ ít thế, mạng sống của em chỉ ngang tí tiền đó thôi sao? Hôn phu bèn mời Jack đến bữa tiệc ngày mai. Hồng bảo tiết đờ mờ, mạng sống của em chỉ ngang bằng một bữa tiệc thôi à? Nhưng không ai quan tâm vì câu chuyện phải tiếp tục như thế. Chồng chưa cưới Hồng thì về phòng, tặng cô dây chuyền kim cương tên Trái Tim Đại Dương. Cục kim cương còn to hơn cục sỏi thận của tôi nên tôi đoán là đắt. Sáng hôm sau, Hồng gặp Jack để cảm ơn. Cả hai nói chuyện một lúc, bỗng Hồng khinh Jack lỗ mãng. Đã lỗ mãng lại còn cầm cái gì thế này? Tranh đẹp này chắc không lỗ mãng lắm. Anh vẽ ti này, rất nhiều ti. Ô nhìn này, linh ly. Ở gần đó, ông Mario này vẫn đang yêu cầu thuyền trưởng tăng tốc để ú hòa người dân Mỹ sớm hơn và sĩ diện với đám báo chí. Trong khi đó thì Jack với Hồng đang nhổ sĩ diện của họ xuống biển. Và điều đó vô tình va vào ánh mắt của mẹ Hồng. Một chút nước bọt còn vương trên mồm Jack và một chút kinh tởm hiện lên trong mắt bà mẹ. Hai mẹ con về thay quần áo để chuẩn bị ăn tiệc. Phú bà mới nổi cũng dẫn Jack đi thay quần áo. Nhìn Jack như là người mẫu Adam Store, tóc vuốt bết mỡ lợn. Jack bước vào bữa tiệc, trong khi mẹ Hồng và chồng sắp cưới Hồng kiểu damn, ai đó lấy mái tóc của thằng này đi rang cơm đi. Jack tự tin đáp trả để bảo vệ mái tóc cùng nhân phẩm của mình. Sau khi ăn trứng cá kẹp bánh mì, giới thượng lưu bắt đầu đi uống tiệc rượu, còn Jack thì kéo Hồng xuống phía dưới để tham gia bữa tiệc thật sự ở khoang hạng bét. Họ nhảy cùng nhau như hai con điên và xảy ra đủ thứ phản ứng hóa học, cho đến khi ông trợ lý của chồng Hồng xuất hiện. Sáng hôm sau, Hồng dùng bữa một cách run sợ. Chồng chưa cưới hét vào mặt Hồng về sự tôn trọng nên Hồng đi thay áo. Mẹ Hồng bước vào giúp Hồng thay áo, vừa thắt váy cho Hồng vừa cấm Hồng gặp Jack, vì bố Hồng báo nhà để lại cho hai mẹ con khoản nợ khổng lồ. Và những kỷ niệm của hai mẹ con thì chưa rơi vãi theo gió, nên Hồng phải nghe lời mẹ mà đừng có lén phén. Trở lại làm cô tiểu thư đài các nhàm chán, Jack giờ lại đi tìm Hồng. Nhưng mà mấy ông này bảo bro về cái khoang hạng bét nơi ông thuộc về đi, và cầm lấy ít tiền mà mua bánh mì. Thuyền trưởng nhận được cảnh báo về khối băng trôi, nhưng vì sĩ diện của người Mỹ nên ông vẫn cho tàu phóng như điên. Còn Jack vẫn chưa từ bỏ và đã tóm được Hồng. Hồng ơi, anh... Jack, em đính hôn rồi. Em sẽ cưới chồng em. Em có yêu anh không? Hơi. Và thế là Hồng bỏ đi, mặc cho Jack bơ vơ. Nhưng rồi trong bữa tiệc sau đó, chứng kiến một cô bé đang bị chỉnh đốn từ lễ nghi đến tác phong, khát vọng tự do của Hồng lại trỗi dậy mạnh mẽ. Cô đến tìm Jack ở mũi tàu, nhạc nổi lên. Và họ đứng trước mũi tàu, họ giúp nhau lấy hành vướng trên khe răng, mà không biết rằng số phận sắp đấm rơi cả răng của họ. Hồng đưa Jack về phòng để thực hiện một bức họa để đời. Hồng sẽ nuôi và đeo trái tim của Đại La. Jack nhanh chóng dùng chim để đỡ bảng vẽ và bắt đầu vẽ Hồng từ hai cái đầu ti trước. Chúa ban phước James Cameron. Con tàu vẫn phi băng băng nhưng mà chúa thấy có tảng băng nào. Còn về Jack và Hồng thì sau đó bị trợ lý của ông chồng sắp cưới dí chạy sấp mặt nhưng mà rất vui. Họ chạy trốn xuống phòng nhiên liệu, nơi mà ai cũng lấm lem. Rồi họ tới khoang hành lý, nơi chứa rất nhiều hộp hiếc vali các thứ, và cả một chiếc ô tô nhìn xịn xò phết. Họ bèn chui vào xe và thử độ nhún của nhau. Ông chồng chưa cưới đã phát hiện ra bức vẽ mà Hồng cố tình để trong két, và rõ ràng là không vui cho lắm. Jack và Hồng trong cơn say tình đã chạy ra mũi tàu, khiến mấy ông thuyền viên hơi mất tập trung. Và khi họ quay trở lại quan sát thì ôi trời ơi, một cục băng to bằng mẹ của ai đó đang nằm ngay trước mặt. Ông lái tàu vội xoay bánh nhưng không liếm kem. Đội nhiên liệu đóng hết lò đốt để giảm tốc độ tàu, nhưng tảng băng bảy nổi ba chìm với nước non và có cái nhòn mà tránh được. Nước tràn khắp nơi.
các khoang thấp nhất bao gồm cả khoang nhiên liệu bị sóng biển tấn công. Thuyền phó buộc phải đóng các khoang này để duy trì sự sống cho các khoang trên. Thuyền trưởng vội gọi thợ mộc vá tàu, sợ mọi người hoảng loạn nên hội lái tàu cố lấp liếm. Cặp đôi mới yêu nghe lỏng được ban cán sự, quyết định trở về để báo cáo thông tin với gia quyến. Trợ lý thấy họ, dình nhét dây chuyền trái tim đại dương vào túi áo Jack để vu oan cho anh tội ăn cắp. Jack bị còng đi, còn Hồng thì chôn chân đứng nhìn. Ban cán sự tàu họp kín với kết quả là tàu còn khoảng 1 đến 2 tiếng để chìm. Trong lúc này, cặp vợ chồng sắp cưới còn đang chuẩn bị đánh nhau thì họ nhận được lệnh phải mặc áo phao và tập trung. Tất cả khoang dưới cũng vậy. Kỹ sư của tàu báo cho Rose biết tàu sắp chìm. Còn ở ngoài, các tàu con cũng đã được chuẩn bị xong cho cuộc sơ tán. Cư dân của khoang trên là những người được sơ tán đầu tiên. Trong khi đó, Jack vẫn đang bị còng ở khoang hạng bét. Hồng nhận ra bộ mặt thật của mẹ mình và hôn phu yêu dấu không lên thuyền cứu hộ để xuống khoang dưới cứu Jack. Tất nhiên là nhờ ông kỹ sư tàu chỉ đường. Jack lúc này đang tè dần trong quần khi thấy nước dâng. Hồng thì chắc cũng tè, nhưng tình yêu búp cô 5.000 lực chiến. Hai người tìm thấy nhau trong cơn ngập, không có chìa khóa mở còng. Hồng đánh dùng dìu, bổ một phát cực chuẩn xác. Jack không phải trở thành quá nhi, nhưng trước mặt họ lúc này là biển nước. Một vài tàu cứu hộ đã di chuyển ra xa, đủ để chứng kiến Titanic đang chìm dần. Ở khoang dưới, họ đang bị chặn lại bởi một chiếc cửa sắt để tránh hoảng loạn. Thanh niên trai tráng lấy chiếc ghế gỗ oánh bay cửa sắt để lên trên. Chồng hờ của Hồng thấy không ổn, tiến hành một chút tham nhũng với ban cán sự tàu. Trong khung cảnh hỗn loạn, ban nhạc của tàu vẫn bình thản đứng diễn tấu. Mấy đứa nghệ sĩ nó thế. Biết tin Hồng và Jack đang đợi tàu bên kia, chồng hờ của Hồng lao tới và thao túng cô lên thuyền cứu hộ. Với kịch bản rằng ai rồi cũng sẽ được cứu, Hồng xuôi xuôi lên thuyền rồi dần dần được đưa xuống. Ánh mắt cô chứa chan nhìn nhân tình. Trực giác của phụ nữ khiến Hồng nhảy lại vào trong Titanic. Hai người đàn ông cùng chạy đến Hồng. Chồng hờ không chịu được nữa, rút súng ra toàn tiễn Jack đi chuyển sinh sớm. Nhưng hắn ta là một tay súng tệ. Trong lúc chạy trốn, cặp đôi mới tranh thủ cứu được một đứa bé. Trong cơn bĩ cực, họ hóa đen vâu chui lên từ mặt nước. Chồng hờ của Hồng lợi dụng đứa bé gái để được lên thuyền cứu hộ của phụ nữ và trẻ em. Kỹ sư và thuyền trưởng của con tàu đều muốn chìm cùng con tàu vì họ thấy trách nhiệm của mình quá lớn. Ngoài kia là những con người đang tranh giành sự sống. Trong tiếng đàn du dương của những nghệ sĩ, con tàu theo đúng như tính toán đang chìm dần về phía mũi tàu. Hồng và Jack cùng dòng người chạy dần xuống đuôi tàu. Thuyền cứu hộ đã hết và những người này phó mặc cho số phận. Con tàu dựng đứng như tôi mỗi sáng, rồi gãy đôi ở thân tàu, chìm dần vào lòng biển San Diego Main. Jack và Hồng tìm thấy nhau trong bể bơi đại dương lạnh giá. Anh tìm được một tấm gỗ và yêu cầu Hồng leo lên cho đỡ buốt. Anh lạnh quá. Me too. Anh lạnh quá. Me too. Trời lạnh quá nên chỉ số tinh tế của em bị đóng băng rồi hay sao? Xong vụ đắm thuyền lần này, anh nghĩ em nên giảm cân đi. Chứ cái thanh gỗ đó có lẽ vừa đủ cho một gia đình ba người chung sống với nhau hạnh phúc mãi mãi về sau đấy. Anh dám đề cập đến vấn đề cân nặng với một người phụ nữ à? Thật uổng công tôi xem anh là chi kỷ. Nhưng thật ra anh chỉ là thứ ích kỷ. Ai là người bỏ lên thuyền cứu hộ để giờ chịu lạnh cùng anh ở thằng khốn mặt đẹp? Có trách thì trách cái hóc môn chết tiệt trong người anh đã khiến anh tin vào thứ gọi là tình yêu ấy. Phú bà mới phất yêu cầu quay thuyền cứu hộ lại để cứu mọi người. Chẳng một ai đồng ý với bà. Nhưng may mắn thay, có một thuyền cứu hộ vẫn còn tình người. Rose bơi ra chiếc còi thổi lấy thổi để cho sự sống. Cô đã được cứu bởi thuyền cứu hộ. Đúng hơn là cứu bởi Jack. Sáng hôm sau họ được luân chuyển lên một con tàu to khác, cũng đang trên đường về Mỹ. Chồng hờ Hồng cố gắng tìm cô nhưng cô ẩn nấp, sống hơn 100 năm thành một bà lão. Để giờ đây ngồi kể lại tất cả câu chuyện này. Và tôi còn quại. Xin chào và hẹn gặp lại.